Sở Cảnh sát New York tổ chức tang lễ cho sĩ quan Quentin Liu, tin từ New York. Vào hôm Chủ nhật vừa qua, Sở Cảnh sát New York đã tổ chức tang lễ cho Quentin Liu, sĩ quan thứ hai bị sát hại trong một vụ phục kích cảnh sát xảy ra vào tháng trước. Theo ước tính, có khoảng 20.000 người, bao gồm các cảnh sát Hoa Kỳ và người dân New York, đã có mặt tại địa điểm tổ chức tang lễ ở quận Brooklyn. Thị trưởng New York Bill de Blasio và Ủy viên Cảnh sát William Bratton đã có mặt tại buổi lễ. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã gửi đặc phái viên James Comey, giám đốc FBI, tới tham dự tang lễ của Liu. Trong bài phát biểu của mình, Plazio đã ca ngợi Liu là một cảnh sát dũng cảm và anh sẽ được nhớ đến bởi những người mà anh đã cống hiến phục vụ. Một số người thân của Liu cũng đã phát biểu tại lễ tang này. Lễ tang của Liu là một trong những lễ tang lớn nhất trong lịch sử NYPD, được kết hợp giữa truyền thống của cảnh sát Hoa Kỳ và truyền thống đưa ma của người Trung Quốc. Quan tài của Liêu đã được 3 chiếc trực thăng và hơn 100 cảnh sát lái xe gắn máy hộ tống đến nghĩa trang Cypress Hills ở Brooklyn, nơi mà anh vĩnh viễn nằm lại. Lưu và đồng đội Rafael Ramos đã bị bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra ở Brooklyn vào ngày 20 tháng 12. Hung thủ giết hại Liêu và Ramos, Ismail Brinsley, đã tự sát không lâu sau khi gây án. Trước đó, Brinsley đã từng tuyên bố trên mạng xã hội về việc trả thù cho cái chết của hai người da đen bị giết bởi cảnh sát. Liu được xem là cảnh sát người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên bị sát hại trong khi làm nhiệm vụ tại New York.